Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, hoạt động mới nhất của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp sau vụ Ba Hát xin cầu nguyện. Kính thưa quý cộng đoàn, vụ án Hồ Hữu Hòa là vụ án trầm trọng và có liên quan tới một số đấng bậc, trong đó có Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, vị chủ chiên luôn lên tiếng cho những bất công, sự thật, bảo vệ người yếu thế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, người ta vẫn chưa được lắng nghe tiếng nói chính thức của Đức cha Phaolô về vụ Ba Hát. Mới đây là một hoạt động mới nhất của ngài. Trong thánh lễ an táng một giáo sư, luật sư người Công giáo nổi tiếng Việt Nam, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: "Chúng ta hiện diện ở đây để tiễn đưa một trí thức thật sự tài năng, sáng kiến, một trí thức Công giáo dám dấn thân." Di sản mà luật sư Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 1944, mất năm 2023, để lại cho đời, theo tôi là những gì người khác học được ở ông: sự chính trực, khiêm nhường, tử tế, nhân hậu, thái độ trân trọng hiện tại, bao dung khi nhìn về quá khứ và lạc quan về tương lai. Những di sản ấy không chỉ được các con và thân nhân của ông đón nhận và lan truyền, mà còn có cả bằng hữu, đồng môn, đồng nghiệp, khách hàng, đối tác, nhà báo, thẩm thấu, tùy vào cách duyên gặp gỡ ông nhiều hay ít. Thánh lễ đồng tế tiễn đưa luật sư Nguyễn Ngọc Bích cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng 3 tại nhà thờ Mông Triệu, quận 8, một ngôi thánh đường nhỏ gần nhà ông. Chủ tế thánh lễ là Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cựu giám mục giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, và ban linh mục Suse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Suse Maria Lê Quốc Thăng, cha chánh xứ Phú Hạnh, quận Phú Nhuận, Suse Nguyễn Văn Khiêm, cha chánh xứ Mông Triệu. Mở đầu thánh lễ, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói: "Chúng ta hiện diện ở đây để tiễn đưa một trí thức thật sự tài năng, sáng kiến, một trí thức Công giáo dám dấn thân, có tâm huyết đóng góp cho đời, cho anh em đồng bào, để môi trường xã hội ngày càng tốt hơn. Trong niềm tin Kitô giáo, cảm ơn Chúa đã cho chúng ta một người con trí thức và can đảm, biết dựa vào đức tin của mình để vực dậy trong cuộc sống. Xin Chúa đón nhận người con của Ngài vào nơi quê hương vĩnh cửu." Trí thức mang thập giá oan khiên 13 năm tuổi trẻ. Trong bài giảng 15 phút, Đức cha Nguyễn Thái Hợp nhắc lại một đoạn đời của luật sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông là một trí thức sinh bất phùng thời, lớn lên trong hoàn cảnh đất nước đổi thay, di cư vào Nam cùng cha mẹ. Giai đoạn từ năm 1960 đến 1975, với trí thông minh, ông học giỏi từ trung học đến đại học, được học bổng Hoa Kỳ đi học luật kinh tế ở Harvard. Lúc trở về đã dạy luật kinh tế với phong cách mới, thầy và trò cùng tìm giải pháp cho một vấn đề được thể chế Việt Nam Cộng Hòa trọng dụng. Đất nước đổi thay, khi nhiều người ra đi thì ông chọn ở lại với mong muốn tiếp tục đóng góp. Đó là điều ông nghĩ, nhưng người ta không nghĩ như vậy, cho rằng CIA gài ông ở lại. Chính vì vậy, 31 tuổi ông bị bắt. Trải qua 13 năm trong tù, khi ông được về thì đã 44 tuổi. Nếu ông sinh vào bối cảnh và môi trường xã hội khác thì ông sẽ còn có nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước, cho con người. Tuy nhiên, những khổ đau, những vất vả, những bất công rồi cũng sẽ qua đi, cũng chấm dứt. Với tinh thần lạc quan của người Công giáo, ông hà tất ưu tư. Điều giúp luật sư Nguyễn Ngọc Bích vượt qua 13 năm thập giá oan khiên đã được Đức cha Nguyễn Thái Hợp xác tín. Chính niềm tin vào Chúa đã vực dậy ông đứng dậy, khi đồng minh bỏ chạy, khi mà những mộng ước ngày xưa và thể chế Cộng hòa tan vỡ, thân phận trí thức bị kết án, đày đọa, chẳng còn gì nữa, chỉ còn niềm tin vào Chúa để ông vực dậy và đứng lên. Chỉ 2 năm sau khi ra tù, ông đã hội nhập vào xã hội, trở thành giáo sư luật xuất sắc trong giai đoạn đó, dù bị tách rời khỏi xã hội hoàn toàn trong 13 năm. Phải chăng khi ở tù, tấm lòng của ông không chất chứa hận thù, mà chấp nhận để tiếp tục học và chờ cơ hội, nên trí tuệ ông vẫn bình bẩn để đào tạo ra nhiều thế hệ luật sư kế thừa? Đức cha Hợp đặt câu hỏi. Cuối bài giảng, Đức cha Hợp nhấn mạnh, có niềm tin vào Chúa, ông can đảm sống.
lưng ông gù, nhưng ông luôn nói thẳng, ông không bao giờ cúi đầu trước bất cứ thế lực nào, không định hót ai cả. Một lời vinh danh quá đẹp tiễn đưa ông. Mấy ngày qua, trên trang Facebook Bích Nguyễn Ngọc của luật sư Bích, tôi đọc được rất nhiều bài viết và bình luận tốt đẹp về ông. Ai cũng nhắc đến con số 13 năm ở tù oan khiên của ông. Thế mà 17 năm trước, cuối năm 2006, khi tôi phỏng vấn ông chỉ nhẹ nhàng nói 12 năm tròn 1976-1988, học tập ở Chí Hòa và Bình Long Sông Bé. Thoạt đầu không biết ngày về, chẳng thấy tương lai, tôi chỉ hồi tưởng lại quá khứ và lương tâm tự nhiên phán xét những việc mình đã làm. Ông đã làm gì? Ông trả lời, phúc cho kẻ chịu khóc lóc vì sẽ được an ủi. Thánh Kinh nói như thế, nhờ vậy mình không còn bị vướng bận về hoàn cảnh nữa, bộ óc mới sáng suốt để biết nên làm gì trong hoàn cảnh ấy. Và tôi đã nghĩ, số phận đã đưa tôi vào đây, vậy tôi phải lấy được cái thứ gì đó từ trong nó. Trong trại cải tạo có nhiều sách và được khuyến khích học tập. Tôi đã lợi dụng những phương tiện ấy cùng với thời gian suốt năm nhàn như 3 ngày Tết, thời kỳ chưa đi lao động để học về các thể chế chính trị, về con người trong hoàn cảnh không danh, không lợi và về chính mình. Năm 1988, tôi được về. Hơn 40 tuổi mà suy nghĩ đã già dặn như người 70, đó là khoảng thời gian hữu ích. Hơn 40 tuổi mà suy nghĩ đã già dặn như người 70, đó là năm 1988. Như vậy có thể hiểu là ông đã hơn 100 tuổi khi rời cõi tạm, một cuộc đời mà có trải nghiệm như hai cuộc đời. Ông chủ đi vui và bình an. Con và em rất tự hào là con của bố. Sau lời cảm ơn, các cha đã dâng thánh lễ đồng tế, cảm ơn cộng đoàn và thân bằng quyến thuộc đã đến tiễn đưa bố, cháu Nguyễn Ngọc Hương Thảo, 33 tuổi, con gái lớn của luật sư Nguyễn Ngọc Bích đã nghẹn ngào nói vài lời tạm biệt bố. Ông chủ ơi, hôm nay mẹ con và tụi con phải xa bố. Những ngày qua, con nhận ra hai điều, bố rất vĩ đại, được rất nhiều người yêu thương, quý mến, rất nhiều người so với tưởng tượng của mẹ và chúng con. Mỗi lần con về ăn trực hay gọi FaceTime cho bố mẹ, bố chỉ hỏi hôm nay con có đủ 3 tiêu chí của bố hay không, đó là khỏe mạnh, vui vẻ và bình an. Lần nào con cũng trả lời, dạ đủ. Bố nói, vậy tốt rồi. Bố hay nói với con làm gì cũng được, miễn con vui là bố vui. Trích bài, luật sư Nguyễn Ngọc Bích để lại một di sản rất lớn cho các trí thức Việt Nam. Thành kính phân yêu, xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông giáo sư luật Gioan Bautista Nguyễn Ngọc Bích được hưởng vinh phúc bên Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.